vai em đau và cổ em mỏi, còn lại là đầu óc em đang rất là loạn, không biết như nào cả. Vì hết anh em bạn bè xuống người thân, mọi người từ trên xuống dưới không biết chuyện gì, thành ra khiến em đau đầu ấy. Trước giờ em chưa phải nghĩ ngợi nhiều. Mọi người chúc mừng, không chỉ cho chúc mừng, mọi người còn rất là nhiều người, rất là nhiều mạnh thường quân hảo tâm cho em rất là nhiều quà. Em khiến cái đó khiến em lăn tăn và khiến em phải nghĩ ạ. Thế sao anh lại lăn tăn ạ? Vì những cái mà em không làm mà có thì trước nay đều sẽ nhanh ra đi thôi, và nó sẽ mất, cái giá là sẽ rất là cao. Chứ bây giờ mọi người cho em quà, cho em tiền, em nói thật, cái đấy nó là cái gánh nặng, nên em không muốn các cái đấy đến với em nữa. Em có thể cho đi, nhưng em nhận lại cái bình an, với cả con cái em được khỏe mạnh, không ốm đau là em mừng rồi. Em chỉ cần trong lúc đầu thì em chỉ biết là cứu được bé, thì sau này bé sẽ có thể giúp đỡ được rất là nhiều người khác, chứ không chỉ mình em. Còn cái việc mọi người đồn bảo em là anh hùng ấy, thật sự là em không muốn làm như đấy. Bây giờ nó tự dưng đang ở dưới đất, mọi người lôi em lên 9 tầng mây thì nó cao quá, em không đi được. Dũng cảm thì không phải em thì cũng sẽ có người khác, cũng có anh hùng khác. Người Việt Nam mình đều có tính đồng bào mà. Máu đỏ da vàng.